tiếp để giới thiệu về ba chàng trai còn có phụ huynh ngồi lại đây. Ngay bây giờ sẽ là đoạn video clip giới thiệu Bảo Huân, con trai của mẹ Hồ Điệp. Xin mời. Bảo Huân, con trai của mẹ, là đẹp trai, hiền ngoan, lúc nào cũng cười tươi hết. Cháu đang học và ngành thanh nhạc. Năm nay là năm thứ tư rồi. Tới năm cấp 3 đó thì mới phát hiện cháu hát hay lắm. Điển hình là hát ở trong trường đó, hát văn nghệ đó, trường là hát hay ai cũng khen. Rồi từ đó tự nhiên cháu đam mê về ca hát. Mẹ thích nụ cười của Bảo Huân, con trai mẹ nhất, thì rất là tươi. Nhìn vô thấy lòng mình là cũng tươi theo con. Huân thì có cái tật xấu là lười nhát gái, cười là lười giặt đồ lắm. Thấy gái thì cứ bẹn lẹn, không có dám tán gái. Mẹ mong cũng có một người thay mẹ để nghe tiếng đàn ca của Huân. Con dâu ơi, ngoài kia sóng gió bão bùng, nơi bình yên nhất là về với Bảo Huân. Hồi nãy trong cái đoạn video clip á, em thấy có một điều là em không đồng ý. Tại vì em thấy đi về á, đồ đạc đồ này kia có thể cởi ra vứt đó, xong rồi hả, thậm chí mà lấy chân đá chứ không mắc lên cho gọn gàng. Nếu mà từ nhỏ đã không có một cái tính tự lập hoặc cái tính cho gọn gàng sạch sẽ như vậy thì mai mốt về lấy vợ lại ý y là có vợ là vợ phải lo. Như vậy là em cũng không đồng ý. Cái đó chị hơi lo xa quá. Con trai thì đứa nào nó cũng vậy thôi, nó còn độc thân mà. Nó muốn gia đình, nó có vợ con thì nó đâu có làm như vậy nữa. Về dụng rung rồi mẹ la vậy đó, rồi nó cũng làm lại như cũ rồi nó cũng sắp xếp lại thôi. Thì nhưng mà giống như là chừng nào mẹ la thì mới sắp xếp lại. Ý thức tự giác thì mẹ chỉ cần nói vài lần thôi thì con cũng phải hiểu, phải thông cảm cho mẹ, phải biết chia sẻ, phải tự dọn dẹp cái phòng của mình và đồ đạc của mình. Cháu nó có cái tật xấu vậy đó mà cũng la hoài. Vừa rồi thì chúng ta vừa mới được lắng nghe sự chia sẻ của cả hai bên gia đình. Tuấn học rất giỏi về môn toán, có cái bằng khen giỏi toán cấp tỉnh. Ngoại hình của Tuấn thì cao trên 1m6. Nét mặt thì cũng hơi buồn buồn. Tôi thích nhất cái bản tính của Tuấn là hay sốc phát, giúp đỡ mọi người. Tuấn thì nó làm nghề pha chế. Những cái lúc mà đi làm vậy á, là người ta ngủ thì nó đi làm để quên đi cái nỗi buồn. Do đó nó hay chọn những công việc về đêm. Tôi và má nó thì cũng không ở đằng với nhau. Do đó mà lúc 3 tuổi là bà bỏ bà đi thì coi như là nó sống với ông bà. Do đó mà đôi lúc bản chất nó, đôi lúc nó cũng có cái nét hơi buồn. Tuấn có cái tật xấu là hay trầm ngâm, suy nghĩ vu vơ. Đó là một cái tính không đẹp. Khi chúng ta có bất kỳ một cái điều gì không có nặng thì đừng có để cái nó buồn, nó che lấp cái nụ cười, nó sẽ mệt mỏi thêm. Kết hợp nhiều hương vị đúng cách thì con sẽ có một ly nước ngon. Con mà kết hợp với Tuấn thì con sẽ có một gia đình hạnh phúc. Em cũng xin hỏi bên nhà trai là ngoài cái việc mà chia tay với bạn gái buồn rồi, còn cái vấn đề gì để ảnh hưởng đến tâm lý của cháu bên đó để thấy cháu buồn không? Trong thời gian nó đi học thì bên ngoại nuôi thì nó bị một cái sự cố là ông ngoại bị tai nạn. Sau cái sự cố ông ngoại nó chết thì nó mới thấy được cái điều đó là bây giờ phải tự lập, là phải ra ngoài kiếm việc để mà làm. Thì nó đi học cái nghề bartender, gọi là, nếu mà nói nó gọi là trường đời dạy nó nhiều hơn là trường lớp. Nói chung là con tôi có tính vươn lên, có ý chí vươn lên rất mạnh. Vậy cho em hỏi tại sao cái lúc đó anh không nuôi cháu mà lại là đưa về bên ngoại nuôi?
Chị hỏi tôi phải trả lời là thế này: bản thân tôi thì không lo nổi nữa, rồi phải đi kiếm một cái nơi để mình tá túc. Các con thì gửi về bên ngoại, nhưng mà cũng có một cái sự bù đắp gì đó để nuôi các cháu, cũng phụ giúp một phần nữa chứ, làm sao mà không phụ giúp được. Tôi được hai đứa thì nói với em nó, bây giờ em nó đã có chồng rồi, còn riêng mình nó là chưa có vợ thôi. Xin cảm ơn những chia sẻ của cả hai bên gia đình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình tiếp theo của mẹ Nguyễn Thanh. Xin mời. Trần Anh Tuấn là một người rất là tự tin, ham học hỏi. Tuấn cũng rất là thích ca hát và nó hát cũng rất là hay. Tuấn có đạt một số giải như là giải ba môn điền kinh và giải nhì tiếng hát sinh viên. Hiện nay thì Tuấn đang làm kinh doanh cà phê và có làm cho đoàn làm phim nữa. Tuấn có tật xấu là hay nóng tính. Có những lúc gặp chuyện bực mình nên Tuấn có đập tay xuống bàn, làm cho cô lo lắng. Nên cô mong có một cô gái nào đó có thể xoa dịu được bớt tính nóng của Tuấn. Tuấn thích những người con gái mỏng manh, ít nói, hiền lành. Nếu con chọn anh Tuấn, cô đảm bảo là cuộc đời con sẽ nở hoa và không bao giờ bế tắc. Tuấn của mẹ chạy nhanh lắm, nó chỉ cần một bước là vào thẳng tim của con có tin không? Chị cho em hỏi là nếu mà đang kinh doanh cà phê á, vậy là quán đó là của mình làm chủ luôn hay là mình chỉ phụ giúp? Với lại hiện tại hầu như tất cả các điểm nào kinh doanh đều phải mướn mặt bằng. Còn bên nhà chị á, là như thế nào để em mới biết được cái hồi nãy giống như cái câu nói của chị á, đồng ý lấy con chị á, thì đảm bảo được mọi điều kiện. Cái mặt bằng đó là đúng thuê, nhưng mà mình setup này kia là mình lo hết. Vấn đề tài chính thì em nghĩ là Tuấn vẫn có thể lo được nếu mà Tuấn có vợ. Không biết là chị họ và bạn thân có muốn đặt câu hỏi gì nữa không ạ? Hồi nãy em xem là cô có nói là cái tính cách của anh đôi lúc cũng mềm nhưng mà đôi lúc cũng có nóng tính. Dạ con không biết là nhiều lúc cái hành động của anh có nóng quá không? Cái hành động chỉ bộc phát nhất thời thôi. Với lại nóng tính rồi nó tỏ thái độ xong rồi đi ra ngoài để chạy hay là nó hét gì đó là nó giải tỏa thôi, chứ nó không có kiểu như là gây lộn hay gây sự. Và đó là biểu hiện của những người đàn ông. Tại vì chắc chắn là những cái cảm xúc mà hỉ nộ ái ố thì mình cũng khó tránh được. Nhưng mà cái việc mình giải quyết những cái lúc mà nóng giận như thế nào, đó mới là cái cách của đàn ông. Xin cảm ơn hai gia đình rất nhiều. Và ngay sau đây thì gia đình của mẹ Kim Huệ sẽ công bố một cái tên mà mẹ Kim Huệ cho rằng không hợp với lại Diễm Trinh. Chúng ta xin mời. Mẹ Hồ Điệp, con Bảo Huân. Vị trí số 1 đã sáng đèn. Mẹ Hồ Điệp và Bảo Huân. Xin mẹ Kim Huệ có thể chia sẻ lý do vì sao được không ạ? Tại vì giống như hồi nãy là cô cũng có nói á, là cô không đồng ý với cái tính cách bừa bộn đó. Cô phải loại trước. Với lại á, con của mẹ Hồ Điệp lại nhỏ hơn con của cô 1 tuổi nữa. Dạ. Mà cái hồi nãy giống như cô nhìn thấy cái tính cách cũng trẻ con quá. Dạ. Dạ cô. Mẹ Điệp ơi, mẹ có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình ngay lúc này. Thay vì con không được chọn, không có bạn gái thì cũng hơi buồn. Dạ. Nhưng mà cũng ổn sao hết. Là lý do là chị bên nhà gái nó cũng đúng là con trai của tôi thì nó còn nhỏ. Chứ còn về cái tính cách của cháu thì cũng rất là tuyệt vời theo cái mắt một người mẹ. Cái quyền quyết định của bên nhà gái thì mình biết sao bây giờ. Dạ vâng ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ bạn Bảo Huân. Xin mời. Thank you.
không? Ồ, xuất hiện với cây đàn chắc chắn là chúng ta sẽ được giải lao trong ít phút bằng bài hát nào, đúng không nào? Rồi, bây giờ xin mời Bảo Hưng sẽ giao lưu cùng với khán giả. Bạn có thể giao lưu bằng bài hát, xin mời. Cho phép được yêu, let's go. Những gì diễn ra trên sân khấu thì bạn có cảm xúc gì? Bị loại bây giờ thì em cũng rất tiếc khi mà có một cơ hội được có thể làm quen một bạn nữ xinh đẹp như này, thì mình có thể gặp nhau và làm quen với nhau sau. Còn bây giờ mình có thể chúc bạn có thể tìm được một nửa còn lại hợp nhất với mình nhé. Và bây giờ thì mời cô Hồ Điệp về với con trai của mình ạ. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.